Bạn, mình là Super Show Anh Tuấn đây, đang có mặt tại lễ hội Ánh Sáng Thành phố Vinh. Tối nay có một đêm nhạc hội của ca sĩ Hồ Việt Trung rất hay nhá. Lúc nãy chụp ảnh chung với anh Hồ Việt Trung rồi. Đó, các fan đang quay bên anh Hồ Việt Trung để chụp ảnh. Rất tuyệt vời, cảm ơn anh. Xin cảm ơn anh Hồ Việt Trung. Lúc nãy mình chụp ảnh rồi, anh hát rất hay. Xin cảm ơn anh Hồ Việt Trung nha.